Ngày 24 tháng 11, đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh với hơn 100 thành viên là cán bộ công chức và điển hình tiên tiến, những tấm gương thầm lặng mà cao cả trong phong trào thi đua yêu nước của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2022 đã đến dân hương dân hoa tưởng niệm các liệt sĩ tại khu di tích lịch sử ngã ba Đồng Lộc. Hoạt động nằm trong chuyến hành trình về nguồn do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Ngã ba Đồng Lộc là địa danh huyền thoại trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước để giữ vững mạch máu giao thông từ Bắc vào Nam được thông suốt. Hàng ngàn chiến sĩ và nhân dân đã ngã xuống tại địa danh lịch sử này. Trong đó, tiêu biểu là sự hy sinh anh dũng của tiểu đội 10 cô gái thanh niên xung phong vào trưa ngày 24 tháng 7 năm 1968. Các liệt sĩ đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ và tuổi đời còn rất trẻ. Tại đây, các thành viên trong đoàn đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ và 10 cô gái thanh niên xung phong. Đoàn cũng thành kính dâng hương dâng hoa tại từng ngôi mộ của 10 nữ liệt sĩ anh hùng. Cùng ngày, đoàn cũng đến dâng hương dâng hoa mộ anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng tại khu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng, xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Liệt sĩ Lý Tự Trọng là đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên, liệt sĩ anh dũng hy sinh khi vừa tròn 17 tuổi.